Hello mọi người, hôm nay thì em được ra học sớm nên là em sẽ chắc là đi câu ha. Đây là nguyên cái tủ đồ câu của em. Cái nón tay lùa thử giờ nè con này. Đây là những cái mà em sẽ đem theo ha. Cái mắt kính nữa. Nồi mềm. Kính. Đây là rất nhiều cái bát. Hôm qua em bắt được hai con. Nhưng mà hôm qua tự nhiên đang câu cái tự nhiên gặp con rắn. Nó nằm ngay dưới chân luôn, không thấy luôn. Trời ơi, họ quýnh quần luôn. Mà nghe người ta nói là rắn độc nữa. Hên là không bị cắn. Không, bị đi con nha. Kênh nó giữa con mồi ha. Móc xuyên qua. Rồi sao? Con mồi mình nó sẽ lắc lắc này nè. Làm miếng nhẹ trước khi đi chứ. Cái à, không ngon. Đi nha. Thời tiết hôm nay là khá là lạnh ha. Chắc cỡ 16, 17 độ gì đó. Cũng hơi gió. Con mồi đầu tiên mình xài sẽ là con worm với lại lưỡi gamma số 1. Đây ha. Lấy nét tí. Đây. Con này action nó cũng khủng lắm. Đã con bên Mỹ thì mình phải xài những cái kỹ thuật bên Mỹ chứ đúng không? Chứ đâu phải xài kỹ thuật có châu Á, đôi khi cũng không có hiệu quả. Ok, sắp tới chỗ câu rồi. Từ chỗ câu ra chỗ mình ở cũng khá là xa, tầm 200-300 mét. Cái nhà đó là nhà mình ở, còn cái hồ là nằm ở đây. Đây. Tới hồ rồi. Chuẩn bị chưa? Cho mọi người xem action của con lua ha. Đây là action của con lua. Đó, nó lắc lên như nè.
Dưới đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây. Hey, Jola. What's up? I just got a fish. A small fish. What? I just got a fish. Really? Yeah. Just normally? Yeah. I kind of want to try it. It's so fun. Where's it? It's a largemouth bass. Oh.